Vậy xin chào tất cả các bác ạ. Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cu Bầm TV Điện Máy Trang Huề. Thì ngày hôm nay kênh YouTube Cu Bầm TV nhà em lại về một mã máy thổi hút thổi bụi của Makute các bác nhá. Còn thì công suất là 600W và mã máy là PB004. Như các bác biết rồi đấy, Makute này, Sasuke này và Kenmax là một trong ba cái thương hiệu của tập đoàn TNT, hàng chính hãng, hàng công ty. Nên là các bác sử dụng thì bao yên tâm luôn các bác nhá. Thì sau đây các bác cùng em sẽ mở hộp cái con máy thổi bụi của Makute các bác nhá. Xem gồm những gì này. Ồ, trước tiên này. Trước tiên là cái gọi là cái túi để đựng rác thì các bác hút bụi này. Có in luôn chữ Makute các bác nhá, rất là xịn sò này. Ống thuốc thổi này. Và cuối cùng là máy này, Makute. Hàng rất là ngon luôn. Makute này nó đây này. Có luôn một cái đôi chổi than quá nhá, một đôi chổi than này và phiếu bảo hành của Makute nhá. Một đôi chổi than và phiếu bảo hành của Makute các bác nhá. Đây em sẽ lắp máy vào cho bác nghe luôn này. Hàng rất là ngon luôn. Nói thương hiệu Makute các bác biết rồi, hàng ngon, chất lượng, giá thì rất là hợp lý luôn. Đây, nó làm là cái màu tím đậm này. Rất là sạch sẽ luôn các nhá. Em sẽ lắp thử cái ống hút thổi vào cho bác xem. Đây. Ống hút thổi của Makute này. Đấy, nguyên bộ máy như thế này này. Công suất của nó là 600W này. 600W này. Em sẽ đọc thông số kỹ thuật luôn. Vòng tua là 13.000 vòng trên 1 phút và lưu lượng gió là 2,3 mét khối trên 1 phút này. Cắm điện lưới 220 quá nhá. Rất là ngon. Mà trước khi cái tay cầm này, cái chỗ nút bấm này cũng thiết kế rất đường gân gân này, tránh tình trạng mà gọi là cầm nó bị trơn trở tay nhá. Rất là ok. Thôi thì em sẽ test thử vào nguồn điện cho các bác xem. Để xem con máy. Em sẽ test thử vào nguồn điện này để xem con máy nó hoạt động như thế nào các bác nhá. Nó có khỏe không? Cái này nói chung là cái máy hút thổi bụi gia đình nào cũng cần nên có này. Đặc biệt là các bác thợ. Các bác thợ khi mà dùng làm có thể là thổi bụi cái những chỗ mà góc hẹp, góc tối mà chổi không có thể cua tới nhá. Em sẽ thử luôn. Đấy, các bác nghe tiếng máy này, cực kỳ khỏe, rất là ngon luôn. Thì một bộ sản phẩm thế này, đây này, nó đang ánh điện lên này. Một bộ sản phẩm như thế này, bên em tri ân chỉ với giá là 350.000. Các bác được miễn phí vận chuyển toàn quốc này, nhận hàng, kiểm tra hàng và test thử hàng trước khi thanh toán cho em. Giá chỉ là 350.000, miễn phí chuyển vận chuyển cho các bác rồi. Nhận hàng các bác chỉ phải trả là 350 thôi nhá. Đây là thương hiệu Makute này, hàng công ty, hàng chính hãng này. Trên nó còn có thương hiệu là Industrial, hàng công nghiệp luôn các bác nhá. Thì có thể giá tôi cho các bác là 350. Các bác nào có nhu cầu đặt hàng thì có thể là để lại số điện thoại bên dưới video của bên em hoặc trực tiếp gọi đến số hotline nhà em là 0982 826 628 hoặc là 0929 826 628. Bình thường những sản phẩm hàng trôi nổi trên thị trường, hàng Trung Quốc, giá thành thì cũng người ta bán cũng là khoảng 300 đến hơn 300 rồi. Đây, hôm nay hàng chính hãng, hàng công ty của Makute, em cũng xin phép xả kho nốt cho tất cả các bác giá là 350.000 và em miễn phí vận chuyển cho tất cả các bác rồi, các bác trên mọi miền tổ quốc. Chỉ cần cho em số điện thoại này, cho địa chỉ thì bên em sẽ ship tận nhà các bác qua đơn vị vận chuyển và thu tiền tại nhà luôn. Đấy, không cần phải cọc kèo gì hết nha. Thì các bác xem video nhà em thấy hay thì có thể là ủng hộ bên em bằng một nút đăng ký kênh hoặc là ấn chuông thông báo để theo dõi video mới nhất của nhà em coi nhá. Hàng rất là ngon, rất là đẹp và thiết kế cái màu tím đậm nữa là rất là nó sáng, rất là gọi là tím đậm, rất là cái màu tối, đảm bảo là nó rất là sạch, sạch sẽ nhá. Thì các bác nào có nhu cầu đặt hàng thì để lại số điện thoại cho em nhé. Vậy xin chào tạm biệt tất cả các bác ạ.